mắt của Tọ. Xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn máy rửa tay tự động do đoàn thanh niên phối hợp với nhóm bảo trì tìm hiểu làm ra cái máy này. Thì trong thời gian dịch bệnh hoành hành diễn biến phức tạp thì Bộ Y tế cũng có khuyến cáo là người dân tránh tiếp xúc gần với nhau, nên nhóm cũng tìm tòi làm ra cái máy rửa tay sát khuẩn tự động này. Cấu tạo và nguyên lý của máy thì cũng đơn giản thôi. Cấu tạo của máy thì gồm có một bộ mạch ngắt trễ và sử dụng cảm biến hồng ngoại để kích motor bơm. Thì về nguyên lý hoạt động thì khi mà nhu cầu khách hàng cần rửa tay sát khuẩn thì có thể đặt bàn tay cách khoảng 10 cm ở dưới mắt cảm biến hồng ngoại, thì máy sẽ tự kích bơm ra một lượng dung dịch đủ dùng để khách hàng sử dụng. Phần trình bày của mình ở đây là hết. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Thật cảm ơn.